lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né vừa thông tin về việc thành phố Phan Thiết đang huy động hàng chục xe cơ giới dọn dẹp lượng bùn cát khổng lồ. Theo đó, sau cơn mưa kéo dài từ đêm ngày 20 tháng 5 đến sáng ngày 21 tháng 5, lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với lực chảy mạnh, bùn cát dày trên mặt đường. Cát tràn xuống làm lún một phần xe ô tô 52 chỗ, gần như lấp hoàn toàn một xe ô tô 16 chỗ, gần 10 xe máy bị cát vùi lấp không thể di chuyển được. Chiều dài đoạn đường bị cát tràn khoảng 350 m với chiều cao đoạn bị ngập nặng nhất gần 1,3 m. Ngoài ra, cát tràn xuống chảy vào gây ngập lún nhà hàng Đại Dương Xanh tại khu vực. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Cát đỏ còn vùi lấp một ngôi nhà dân gần đồi và 10 xe máy đang để bãi để xe gần đó. Một số người dân khi thấy cát tràn đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng cùng máy móc, thiết bị khẩn trương dọn dẹp lượng bùn cát tràn ra đường.